Nếu muốn biết về một Indonesia xa xưa, hãy đến Jalan Surabaya. Đó là lời giới thiệu của người dân bản xứ khi nói về khu chợ nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á này. Nếu quý vị là người đam mê đồ cổ, hãy theo dõi điểm đến đầu tiên của chúng tôi với phóng viên Hữu Hưng tại Jakarta, Indonesia. Dọc theo tuyến phố dài hơn một nửa km này là hàng trăm cửa hàng, trong đó phần lớn bày bán các đồ cổ và thủ công mỹ nghệ, điều làm nên đặc trưng của chợ trời Surabaya. Chúng tôi ghé thăm cửa hàng của ông Asep, một trong những cửa hàng lâu đời nhất ở khu chợ trời này. Ông Asep kế nghiệp cha, người đã mở cửa hàng này đầu tiên vào những năm 70 của thế kỷ trước. Đồ vật trong cửa hàng ông Asep khá phong phú. Bên cạnh những hiện vật cổ Indonesia, ông Asep còn cho chúng tôi xem một số hiện vật độc đáo từ thời thuộc địa Hà Lan như máy đếm tiền, máy pha cà phê hay bàn là đốt nóng bằng dầu hỏa. Bố tôi đã mở cửa hàng này từ những năm 1970, cách đây 50 năm. Và tôi tiếp tục công việc này. Trước kia chỉ là nơi bán hàng trên vỉa hè, giờ thì đã là cửa hàng kiên cố. Từ năm 1999, phố này trở thành điểm du lịch dưới sự quản lý của Bộ Du lịch. Công việc buôn bán nói chung là tốt. Còn cửa hàng ông Anton hoạt động ở khu chợ này được 20 năm thì chuyên về đồ cổ Indonesia. Khác với ông Asep, ông Anton mở cửa hàng này xuất phát từ chính niềm đam mê cổ vật của mình. Cửa hàng của ông từ lâu nay đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân mang đến trao đổi và bán lại những cổ vật mà họ không cần đến nữa. Một số người gửi cho tôi ảnh, tôi bảo ok, thế là họ gửi đồ cổ đến cho tôi. Đôi khi tôi cũng tự đi tìm đồ cổ ở miền Trung Java, Tây Java hay ở Sumatra. Ví dụ như chiếc đài này, tôi mua ở Semarang ở miền Trung Java. Chiếc đài này sản xuất năm 1940 và vẫn chạy tốt. Tùy theo sở thích mà có rất nhiều hiện vật ở đây khiến người ta quan tâm, từ những đồng tiền cổ, đồ gốm sứ, đèn chuông thủy tinh, cho tới điện thoại, máy ảnh cổ và đĩa than hay những con rối của người Java. Những người như anh Surya thì đi ra chợ Surabaya để ngắm cổ vật cũng là một thú vui. Thỉnh thoảng tôi lại đến đây để tìm món đồ cổ mà tôi thích. Thông thường tôi sẽ dành nửa tiếng đồng hồ là có thể mặc cả và mua được đồ. Tôi mặc cả giảm 25% là mua được. Cả tôi và người bán hàng đều vui vẻ. Chợ Surabaya đông khách vào các dịp cuối tuần hay trong các tháng 7, 8, 9 và dịp Tết. Đây cũng là một điểm đến được đưa vào các sách hướng dẫn du lịch quốc tế. Chúng tôi biết đến khu chợ này qua trang TripAdvisor. Đúng, TripAdvisor. Khu phố và các cửa hàng ở đây thật đẹp. Tôi đã tìm mua được chiếc cốc sứ này. Mặc dù những người bán hàng ở khu phố này vẫn luôn nói thách, thế nhưng tất cả đều tôn trọng một quy tắc là thuận mua vừa bán. Khách hàng không phải bị chèo kéo hay bị buộc phải mua sản phẩm nào. Và nếu như không muốn mua sản phẩm, thì đơn giản, đây sẽ là một cuộc dạo chơi để tìm hiểu về một thú vui bình dân ở thủ đô Jakarta. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Jakarta, Indonesia.